Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết Bắt đầu đầu tư từ cổ phiếu như thế nào, phần 1 của tác giả Jack trên Spy Room. Còn mình là Việt Anh, giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Có một điều cần lưu ý trước khi bạn đọc bài viết này. Mình vẫn đang ở level nghiệp dư, hiện có kinh nghiệm 3 năm trên thị trường cổ phiếu với lợi nhuận là 20-30% một năm. Vì vậy nên nội dung mình viết sẽ là các kiến thức nhập môn cho những bạn có nhu cầu bắt đầu từ con số 0. Nếu bạn phù hợp thì hãy tiếp tục theo dõi, còn không thì mình cũng mong đừng buông lời cay đắng nha. Với cổ phiếu, có 3 thứ bạn nên chuẩn bị sẵn trước khi khởi đầu. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là tâm lý và thứ ba là vốn. Vậy chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, kiến thức cần có để bắt đầu với cổ phiếu nha. Tiền bạc, bạn bè, tình yêu, gia đình đều có thể rời khỏi bạn, chỉ có kiến thức là ở lại mãi trong đầu bạn mà thôi. 1. Kiến thức. Chúng ta cần phải đối mặt với hai sự thật. Sự thật thứ nhất, phải trang bị kiến thức chắc chắn trước khi đầu tư. Kiến thức chính là nền tảng xây dựng bất kỳ thành công nào. Bạn cứ tưởng tượng như kiến thức chính là nền móng xây dựng một ngôi nhà. Nếu bạn xây dựng được một nền móng đủ rộng, thì nếu kiên trì, bạn sẽ xây được một ngôi nhà lớn, khang trang. Còn nếu bạn có một nền móng bé nhỏ, thì ngôi nhà của bạn sẽ không khác gì một túp lều. Vậy nên bạn muốn xây dựng một túp lều hay một ngôi nhà khang trang? Các cách mình khuyên bạn có thể trang bị kiến thức theo hệ thống như sau. Bạn có thể tìm một số sách. Phân tích cơ bản về chứng khoán là cuốn sách kinh điển về chứng khoán, cuốn sách giúp bạn trả lời rõ ràng, minh bạch và chính xác nhất về những định nghĩa thị trường là gì, cổ phiếu là gì, giá trị nội tại là gì, vân vân. Nhà đầu tư thông minh. Đây là cuốn sách mà nhà đầu tư lỗi lạc Warren Buffett khuyến khích tất cả các nhà đầu tư nên đọc. Trong tôi có đến 85% là Benjamin Graham. Trích lời Warren Buffett. Cuốn sách tập trung vào lý thuyết cực kỳ đơn giản. Hãy mua cổ phiếu được định giá thấp trên thị trường, chờ đợi và tận hưởng thành quả. Nhưng mua cổ phiếu nào, làm sao định giá, chờ đợi trong bao lâu thì bạn hãy đọc sách nhé. Payback Time. Đây là cuốn mình cực kỳ ưng ý vì nó mang tính thực tiễn cao và nếu may mắn có thể mang lại lợi nhuận cho bạn. Chiến lược được trình bày trong cuốn sách này là đầu tư chủ động. Làm thế nào để mua và giữ cổ phiếu của một doanh nghiệp tuyệt vời khi giá của nó đang giảm. Mua tích trữ cổ phiếu cho đến khi giàu. Hãy sẵn sàng tự mình đầu tư chứng khoán bằng việc thấu hiểu giá trị của phương pháp mua tích trữ và hiểu được lý do tại sao phải làm như vậy. Nghệ thuật đầu tư đan hô. Lợi nhuận cao và rủi ro cao không nhất thiết phải đi liền với nhau. Để thành công thì hay nhất là sao chép từ những người đã thành công và mong đợi rằng lợi nhuận sẽ cao với các khoản đầu tư với rủi ro thấp nhất. Nếu thắng thì tôi sẽ thắng lớn, còn nếu thua tôi cũng sẽ không mất nhiều. Bạn nào muốn mình review chi tiết từng cuốn thì hãy comment nha. Mình sẽ cố gắng và tổng hợp đơn giản nhất có thể. Sự thật thứ hai, muốn nhanh thì phải từ từ. Thành Rome không phải xây dựng trong một ngày và một ngôi nhà khang trang cũng không thể như thế. Số lượng người học về đầu tư không hề ít, nhưng số lượng người thành công với nghề này thì lại không có nhiều, bởi vì đầu tư là nghề tương đối đặc thù khi bạn cần phải có kiến thức để hiểu được các vấn đề vĩ mô, vi mô sẽ ảnh hưởng thế nào lên thị trường cổ phiếu nói chung và cổ phiếu của các bạn đang mua và nắm giữ nói riêng. Hãy nói ở thời điểm hiện tại, ngành bất động sản các khu công nghiệp đang nóng lên khi có tin các tập đoàn sản xuất như Foxconn sẽ chuyển rời nhà máy từ Trung Quốc về Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất tiết kiệm, lãi suất cho vay để giải phóng nguồn tiền của dân, ưu tiên cho các công ty thiên về sản xuất cho vay, dẫn đến một số ngành nghề và cổ phiếu tăng giá phi mã như Hòa Phát, HPG, Tôn Hoa Sen, HSG, vân vân, nhưng vẫn là ngành đấy thì các mã cổ phiếu lại giảm. Vì vậy, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn về việc kiếm tiền ở thị trường này. Nếu bạn kỳ vọng có thể mang lại lợi nhuận cực kỳ cao, 60, 80 đến 100% giống như lô đề đánh bạc thì sẽ không có đâu. Tuy nhiên, thị trường này có những yếu tố mà nếu bạn đủ hiểu biết thì bạn có thể đánh bại thị trường và mang lại lợi nhuận trong dài hạn. Note, mình luôn tin rằng chỉ có đổ máu rồi mới quý trọng hòa bình. Vậy nên mình cực kỳ khuyến khích các bạn hãy lập ngay một tài khoản về chứng khoán ở một trong hai công ty mà mình đang dùng. TVSI, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, và VNDirect, đây là sàn giao dịch tương đối uy tín. Cả hai công ty đều là những công ty uy tín, có sẵn các công cụ để bạn có thể bắt đầu cảm nhận được ngay về thị trường xanh đỏ mà người ta vẫn bảo hàng ngày. Ở đấy, nó không ghê gớm như những gì bạn đã nghĩ đâu. Mình không có ăn hoa hồng gì đâu nha. Nên nếu bạn nghĩ rằng mình đang PR thì hem phải nha. Hãy lập tài khoản thôi nha, chứ đừng có giao dịch gì. Hãy cẩn thận bởi luôn luôn có luật bất thành văn cho các nhà đầu tư mới. Chứng khoán nào bạn mua sẽ giảm giá và chứng khoán nào bạn vừa bán sẽ tăng giá. Hãy bảo vệ tiền của bạn trước khi kiến thức có thể giúp bạn kiếm tiền. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.